hai vợ chồng mình bắt đầu đi dạo hồ Hoàng Kiếm hả? Hồ Gươm. Hồ Gươm á, là Hoàng Gươm đấy. Đây là cộng đồng môn mình đang đi. Mình đang tìm một chú rùa nào hiện lên coi có lượm được cái kiếm nào không nha. Rồi coi chỉ có cá thôi. Có cái cầu. Nghe nói bên đó là có tượng con rùa đó. Cái đường này là cuối tuần đã chặn lại rồi, trở thành phố đi bộ. Nếu mọi người nhìn thấy nơi xa, đó là cái cầu được gọi là cầu Thê Húc, nối từ hồ Hoàng Kiếm ra hòn đảo nơi có đền Ngọc Sơn. Cây cầu này màu đỏ son, là bằng gỗ, có nhiều trụ liên tiếp. Cầu được thằng Siêu Nguyễn Văn Siêu xây dựng vào năm 1865. Tên của cây cầu có nghĩa là nơi đậu ánh sáng mặt trời buổi sáng sớm. Trên núi Ngọc Bội, núi Độc Tôn, nhà nho Nguyễn Văn Siêu đã cho xây tháp đá, đỉnh tháp hình nhọn búp lông dựng ngược. Thân tháp có khắc ba chữ Tà Thanh Thiên viết lên trời xanh, nay người ta gọi là tháp bút, ở đầu cầu Thê Húc phía bên ngoài. Đền Ngọc Sơn là ngôi đền thờ nằm trên đảo Ngọc của hồ Hoàng Kiếm ở Hà Nội, Việt Nam. Đây cũng là một di tích quốc gia đặc biệt Việt Nam, được xếp hạng thứ tư. Bên trái của cổng vào là Bạch Hổ và bên phải là Thanh Long, được chạm khắc theo không gian ba chiều, hình nổi nhìn rất là sống động. Và đây là cầu Thê Húc, có nghĩa là giọt ánh sáng đậu lại hay là ngưng tụ hào quang. Cầu gồm 15 nhịp, có 32 chân cột gỗ tròn xếp thành 16 đôi. Mặt cầu lắt ván thành sơn màu đỏ sẫm, chữ Thê Húc được thiếp vàng. Cầu đã trải qua hai lần tái thiết kể từ khi hoàn tất. Lần thứ nhất là năm 1865 chiều Thanh Thái, lần thứ nhì là vào năm 1952 dưới thời thị trưởng Thẩm Hoàng Tính. Cổng đền Ngọc Sơn, tráng cổng ghi ba chữ Đắc Nguyệt Lâu hay là Lầu Hứng Ánh Trăng. Đền Ngọc Sơn được xây dựng từ thế kỷ thứ 19, lúc đầu được gọi là Chùa Ngọc Sơn, sau đổi gọi là Đền Ngọc Sơn vì trong đền chỉ thờ thần Văn Xương Đế Quân, là ngôi sao chủ văn chương khoa cử, và thờ Trần Hưng Đạo, vị anh hùng có công đánh thắng quân Nguyên vào thế kỷ thứ 13. Khởi đầu khi vua Lý Thái Tổ dời đô ra Thăng Long, đặt tên ngôi đền là Ngọc Tượng, đến thời nhà Trần đổi tên thành Ngọc Sơn. Thời Trần, ngôi đền được dùng để thờ phượng những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh chống kháng chiến, chống Nguyên Mông. Và đây là đình Chấn Ba, có nghĩa là đình chấn sóng. Đình hình vuông có 8 mái, mái hai tầng có 8 cột chống đỡ, 4 cột ngoài bằng đá, 4 cột trong bằng gỗ. Cột trong đình có đôi câu Kiếm Hưu Di Linh Quang Nhược Thủy, Văn Tòng Đại Khối Thọ Như Sơn, có nghĩa là kiểm soát khí thiên người tựa nước, văn cùng trời đất thọ như non.
các nhân vật được thờ trong đền ngoài: Văn Xương Đế Quân, Lã Động Tăng, Quan Văn Trường, Hưng Đạo Vương, còn thờ cả Phật A Di Đà. Điều này thể hiện quan niệm tam giáo đồng nguyên của người Việt. Và đây là nơi trưng bày xác của những cụ rùa ở Hồ Gươm. Hai tư bản của cụ rùa Hồ Gươm được trưng bày cạnh nhau trong đền Ngọc Sơn. Đây là xác cụ rùa chết năm 1967 bởi một ngư dân. Cụ rùa thứ hai chết vào tháng 1 năm 1916. Đến tháng 4 cuối năm, hai chuyên gia người Đức đã đến Việt Nam để hỗ trợ việc phục chế xác rùa. Phương pháp nhựa hóa được lựa chọn bởi nó giúp bảo quản nguyên trạng mẫu vật từ hình thái, màu sắc đến cả những phần khó nhất. Phương pháp này được giữ được nguyên vẹn mẫu vật, xác thực nhất với mẫu sống, không để lại mùi và có độ bền cao.